Cô, các cô có nghe gì không? Cầm hóa đơn đóng viện phí ra giúp con. Không có hóa đơn đóng viện phí con mời qua bên đường xếp hàng. Rồi nhanh vào luôn. Ai không có hóa đơn đóng viện phí, thẻ này mà chị đưa cho người này thì đâu phải. Chị chỉ có mình chị đây con đúng không? Rồi ok. Ai không có hóa đơn đóng viện phí thì qua bên đường, vì bếp cơm là sẽ kiểm tra để phát thức ăn và phát tiền. Và tiền chỉ dành cho bệnh nhân và người nuôi bệnh, không dành cho những người bên ngoài. Rồi chú có hóa đơn đóng viện phí cầm ra tay. Ủa có nghe gì không? Dạ cô bác có nghe con nói gì không ạ? Cầm hóa đơn đóng viện phí ra tay, tình nguyện viên sẽ đi kiểm tra, còn không có thì qua bên đường giúp con. Rồi chị ơi đứng dậy qua bên đường. Qua bên đường đi. Không có hóa đơn đóng viện phí qua bên đường dùm. Những ai không có hóa đơn đóng viện phí qua bên đường dùm. Mấy chị đội nón này. Anh ơi. Đi. Không hóa đơn đóng viện phí đi vô đi. Không ngồi đây, bọn em chỉ ưu tiên cho bệnh nhân thôi. Chú Kỳ ơi, ở khu vực này mình thông báo rồi, chỉ có bệnh nhân có hóa đơn đóng viện phí mới ngồi đây, còn không có hóa đơn đóng viện phí, vui lòng qua bên đường xếp hàng dùm để bếp cơm phát tiền. Rồi, cô bác ăn món gì chỉ món đó nhá. Cô bác mình ăn món gì chỉ món đó, cơm món mặn là có 5 món. Rồi đưa thẻ để nhận tiền. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Đi thẳng luôn. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Rồi đưa thẻ lên. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, tới luôn. Rồi, lấy đồ ăn xuống nhanh. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chỉ là anh sẽ lại đi anh ơi. Cảm ơn. Chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Rồi, chỉ là anh. Thưa quý cô chú anh chị, có thể giúp Tuấn Dương là ở đâu mà phát cơm từ thiện mà ngon như buffet, vừa có cơm lại còn có cả tiền xài nữa.
Đây thì thưa quý cô chú anh chị, tiền thì đây. Tiền thì đây là cái số tiền là 11 triệu nhưng mà mình sẽ bỏ vào trong túi và mỗi khi phát thì mình sẽ cầm một cọc tiền thôi chứ không có cầm hết. Thì có những người nói là tại sao mà tôi thấy anh bỏ tiền trong túi, giờ tiền không bỏ trong túi bỏ đâu. Cái thứ hai nữa là ví dụ như mình cầm cái mớ tiền này đó là không phải mình phát một cái là hết ngay mà mình phát từng tờ một. Và cái thứ hai nữa các bạn là ở giữa đường giữa chợ cầm nhiều tiền này là không có lợi. Nên là mình chỉ cầm cái số lượng ít thôi, phát tới đâu thì lại bỏ ra tới đó. Căn cứ theo cái phiếu phát thì có thể theo một số những cái comment có hỏi là ủa tại sao thấy ông bỏ tiền vô túi thì không biết ông có phát hay không. Có 2 cọc, 3 cọc mà ông bỏ vào trong túi thì bây giờ không để trong túi thì để cách nào. Thì đây mình sẽ giới thiệu những cái món ăn mà sẽ phát trong ngày hôm nay. Thứ nhất đây là món cá hú này, thứ hai là món tôm càng này, món thứ ba là món gà kho này, món thứ tư là món chả cá sốt với cà chua, món thứ năm là món thịt kho tiêu. Đây là cái món ăn rất là ngon. Thì ngày hôm nay là cái buổi nấu cơm thứ hai của gia đình Lương Huệ Linh. Bé này là sinh ngày 18 tháng 10 năm 2001. Thì gia đình gửi tiền để nấu cơm, cầu cho cháu có điểm cao để thi đậu vào trường luật vào ngày 14 tây tháng 10 năm 2023. Còn số tiền mình phát ngày hôm nay là của chú Hào và cô Thảo ở Úc thì có gửi 800 đô Úc. Trong đó thì sẽ tặng cho tình nguyện viên là 750.000, tặng cho Tuấn Dương 750.000. Còn 11 triệu này đó thì sẽ tặng 50.000 mỗi người. Thì về phần thức ăn đó là tụi mình sẽ phát. Đây Tuấn Dương sẽ quay cho cô chú anh chị rồi chúng ta coi. Đấy, cô bác thấy ở đâu mà người ta phát thức ăn mà ngon mà lại còn có cả tiền xài mà lại ngăn nắp như này thì cứ nói với Tuấn Dương để Tuấn Dương tới Tuấn Dương học hỏi. Đây mình sẽ quay những cái phần thức ăn để cô chú anh chị chúng ta coi và mình quay luôn cả cái tiêu chí phát thức ăn. Tiêu chí phát thức ăn ở đây là cơm chỉ dành cho bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần xếp hàng là có. Tuy nhiên thì trên thực tế là mình cũng giới thiệu là ở Việt Nam đó, nhiều người ấy thấy phát cơm từ thiện họ không khó khăn nhưng mà họ cứ tò mò rồi họ vô họ lấy đó. Thì đây là 4 tây tháng 10, 10 giờ sáng thì ngoài việc phát thức ăn đó thì bếp cơm sẽ còn phát bánh mì, phát nước suối, phát chuối. Rồi các hai bà đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi, sẵn sàng thì chúng ta chuẩn bị. Đây đầu tiên là những người bệnh nhân ung thư. Đây là những người bệnh nhân ung thư. Alo. Khu vực này là ưu tiên cho những người bệnh nhân ung thư. Sẽ ngồi hàng đầu tiên. Rồi tiếp theo là những người mặc áo vàng đeo thẻ đi nuôi bệnh. Những ai không mặc áo vàng, không đeo thẻ, vui lòng cầm sẵn hóa đơn đóng viện phí ra để bếp cơm kiểm tra trước khi phát thức ăn ạ. Rồi xin thông báo lại, khu vực này là chỉ dành cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Đặc điểm nhận dạng những người ung thư là họ rụng tóc, chọc đầu, rồi có nhiều vết mổ, vết u, có hóa đơn xạ trị ung thư, có thẻ xạ trị ung thư. Những người nuôi bệnh phải có áo vàng, đeo thẻ. Những người không có áo vàng, không đeo thẻ thì xuất trình hóa đơn đóng viện phí. Không có thì bếp cơm sẽ mời qua bên đường. Rồi cô bác nghe rõ chưa ạ? Cô bác cầm hóa đơn đóng viện phí ra. Rồi đi. Chào chào con nhiều cả. Cô, các cô có nghe gì không? Cầm hóa đơn đóng viện phí ra giúp con. Không có hóa đơn đóng viện phí con mời qua bên đường xếp hàng. Rồi nhanh vào luôn. Ai không có hóa đơn đóng viện phí? Thẻ này mà chị đưa cho người này thì đâu phải. Chị phải có mình chị đây con đúng không? Rồi ok. Ai không có hóa đơn đóng viện phí thì qua bên đường. Vì bếp cơm là sẽ kiểm tra để phát thức ăn và phát tiền. Và tiền chỉ dành cho bệnh nhân và người nuôi bệnh, không dành cho những người bên ngoài. Rồi chú có hóa đơn đóng viện phí cầm ra tay. Ủa có nghe gì không? Dạ cô bác có nghe con nói gì không ạ? Cầm hóa đơn đóng viện phí ra tay, tình nguyện viên sẽ đi kiểm tra. Còn không có thì qua bên đường giúp con.
Rồi chị ơi đứng dậy qua bên đường. Qua bên đường đi. Không có hóa đơn đóng viện phí qua bên đường dùm. Những ai không có hóa đơn đóng viện phí qua bên đường dùm. Mấy chị đội nón này. Hai anh. Đi. Không hóa đơn đóng viện phí đi vô đi. Không ngồi đây, bọn em chỉ ưu tiên cho bệnh nhân thôi. Chú Kỳ ơi, ở khu vực này mình thông báo rồi, chỉ có bệnh nhân có hóa đơn đóng viện phí mới ngồi đây, còn không có hóa đơn đóng viện phí, vui lòng qua bên đường xếp hàng dùm, để bếp cơm phát tiền. Không có hóa đơn đóng viện phí, không có thẻ nuôi bệnh, không có hóa đơn đóng viện phí thì qua bên đường xếp hàng. Bếp cơm không có ưu tiên cho những người mà không chứng minh mình là bệnh nhân. Rồi ngồi xích ra xíu cho họ ra. Qua bên đường xếp hàng giùm em. Qua bên đường xếp hàng. Những người không có hóa đơn đóng viện phí qua bên đường xếp hàng. Chị gái đi lẹ lên. Dạ lần đầu tiên thì lần sau thì mang ra. Dạ vâng lần sau. Lần sau mang hóa đơn ra. Bây giờ cứ qua bên đường xếp hàng cho nhớ. Dạ. Dạ qua bên đường xếp hàng đi. Khu vực này chỉ có bệnh nhân và người nuôi bệnh, nhưng mà phải chứng minh mình là bệnh nhân và người nuôi bệnh, phải có thẻ nuôi bệnh hoặc có hóa đơn đóng viện phí. Hóa đơn đóng viện phí cô đâu cô? Thôi về nhà lấy qua bên đường, khi nào có thì ấy được rồi. Khi nào có chị sang bên đường xếp hàng. Khi nào có hóa đơn thì qua. Rồi chị có không? Có hóa đơn đóng viện phí không? Mở ra em coi dùm. Những ai chưa có hóa đơn đóng viện phí thì cứ qua bên đường xếp hàng. Rồi khi nào có thì mình vô hàng. Bếp cơm kiểm tra để phát tiền. Em trai nuôi ai? Ủa sao không có áo vàng, không có thẻ? Rồi ok. Rồi. Cô bác nào không mặc áo vàng, không phải bệnh nhân ung thư mà không có hóa đơn đóng viện phí thì qua bên đường xếp hàng dùng con đi. Người nào có giấy lại đây. Người nào có giấy mới lại, không có thì không lại. Tụi con kiểm tra để phát tiền cho đúng người. Vì tiền không có nhiều nên phải kiểm tra. Rồi anh trai có hóa đơn không ạ? Vậy qua bên đường xếp hàng giúp em lại đi. Để bọn em phát tiền. Cô có thì cô lại đây. Còn chú không có thôi chú qua bên đường xếp hàng. Thì bây giờ mình cứ qua bên đường đi, khi nào người ta đem giấy ra rồi mình đứng sang đây. Bếp cơm sẽ kiểm tra để chỉ phát tiền cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Nhưng các cô chú phải chứng minh mình là người nuôi bệnh bằng cách là mặc áo vàng hoặc đeo thẻ hoặc có hóa đơn đóng viện phí. Khi không có thì bếp cơm sẽ không phát tiền cho các cô chú. Dạ, được, ok. Người nào có gì chứng nhận thì cầm lại đây. Khu vực này là chỉ phát tiền cho bệnh nhân ung thư, phát cho người nuôi bệnh, nhưng cô bác phải chứng minh mình là mặc áo vàng đeo thẻ hoặc là có thẻ xạ trị ung thư, hóa đơn đóng tiền. Khi không có thì bếp cơm sẽ không phát. Người nào có được nãy em vô bác sĩ thì đưa cái giấy này. Ok. Giờ đang nằm cam ổn. Được rồi, ok. Ok. Rồi nằm. Rồi. Rồi, đứng nối đuôi rồi, nối đuôi rồi, đứng nối rồi giùm em. Rồi đứng nối rồi, có hóa đơn giấy tờ đứng nối rồi. Không có gì hết thì qua đường lại làm đi phát. Dạ đây vì bếp cơm không có đủ tiền phát cho tất cả, chỉ có khoảng hơn 200 người là nhận tiền thôi. Nên là sẽ phải kiểm tra kỹ và chỉ tặng cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Còn những người không chứng minh mình là người nuôi bệnh được thì bếp cơm không có tặng tiền. Cô bác đứng theo hàng đi, một hàng đứng sát tường dùm. Bếp cơm sẽ phát rất nhiều thức ăn nhá. Cô chú ở khu vực này là được ưu tiên, nhưng mà mình phải chứng minh mình là người đi nuôi bệnh hoặc là bệnh nhân ung thư. Còn không chứng minh được thì cứ qua bên đường xếp hàng, còn thì tụi con sẽ phát. Ngày hôm nay thì cơm là phát 5 món. Mình muốn ăn món nào lựa món đó. Phát cơm, bánh mì, nước suối, chuối. Tiền mặt 50.000 một người, phát cho hơn 200 người. Dạ rồi, mời hàng đầu tiên cô chú mình đứng dậy. Rồi đi theo hàng nhá, không có chen ngang, không có cho người khác chen vô. Cho người khác chen vô là mất quyền lợi của mình và không tôn trọng những người đã xếp hàng trước.
phát đi chú. Chú cứ đứng tại chú đứng ở đây thôi. Rồi tới đi chị, tới. Rồi từng người tiến lên. Rồi bếp cơm. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp. Rồi cầm phiếu ra tay để đổi lấy tiền mặt. Rồi bình tĩnh. Rồi gửi phiếu với anh, chúc sức khỏe. Đây thì tiền nếu mình cầm ra rất nhiều ấy thì nó cũng vướng víu, khó thao tác, nên là chỉ cầm từng sấp một thôi nha các bạn. Rồi cô bác ăn món gì chỉ món đó nhá. Cô bác mình ăn món gì chỉ món đó. Cơm món mặn là có 5 món. Rồi đưa thẻ, đưa thẻ. Đưa thẻ để nhận tiền. Rồi chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Đi thẳng luôn. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chú thẻ lên. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi tới luôn. Rồi lấy đồ ăn xuống nhanh. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chỉ là anh thẻ lại đi anh ơi. Chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Rồi chỉ là anh thẻ lại đi. Chú kia ơi, chú phát tiền thì con nghe điện thoại. Rồi đây gửi 50 nha. Em nghe chị ơi, cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy. Chạy vô được, xe hơi chạy vô được ạ. Triệu Quang Phục là vào Triệu Quang Phục đi, xong rồi quẹo phải hướng ra Bà Triệu ấy. Dạ dạ, em cảm ơn. Cổng số 6 chỗ mọi người họ đang đứng nhận cơm ấy, chỗ mọi người họ đang đứng nhận cơm ấy. Dạ. Rồi đồ ăn 5 món, mình muốn ăn món nào lựa món đó. Rồi chồng lên anh ơi, rồi chú đâu? Đây thưa quý cô chú anh chị là bếp cơm thì có hôm nay là làm 5 món mặn cho bà con cô bác tự chọn. Ngoài việc phát cơm thì cô bác còn được nhận tiền mặt nữa, mỗi người 50.000. Ưu tiên cho những người bệnh nhân ung thư, những người đi nuôi bệnh. Tất cả những người này đều được kiểm tra thẻ nuôi bệnh hoặc là hóa đơn đóng viện phí. Còn ba cái người đứng trong lưng bà kìa bà ơi. Rồi đây gửi bà 50.000. Rồi xin cảm ơn. Rồi bà đang làm trong đồ ăn đi lên lên đi bà cấp bán. Rồi đây gửi bà 50.000. Cô bác nhận thức ăn xong rồi đưa phiếu để nhận tiền. Nhớ cảm ơn các tình nguyện viên, cảm ơn nhà hảo tâm đang coi clip đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để có những suất ăn miễn phí. Vui lòng đi theo thứ tự, mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra dùm. Cô bác đi lánh cơm phải chuẩn bị đồ đựng. Vui lòng cầm sẵn hai hộp ra tay, cầm phiếu ra. Mỗi người sẽ nhận cơm, bánh mì, nước suối, chuối. Món mặn là có 5 món. Tôm, cá, thịt, muốn ăn món nào chỉ món đó. Phiếu mình sẽ nhận tiền mặt 50.000 một người. Số tiền này của cá nhân giúp đỡ. Mình nhớ cảm ơn khi nhận được quà. Đây dưới này thì chú Tư phát ra. Cho ta đi bớt ra chú, cứ từ từ. Mình phát ngay họ cầm chưa lấy được đâu. Sáng mai bếp cơm có phát cơm nhá cô bác. Ở trong nhà thương thì mình cứ ra nhận thức ăn, nhớ mang theo đồ đựng. Một người đi nhận cơm phải mang hai cái hũ, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Bao xốp mình sẽ nhận là bánh mì, nước suối, chuối, bánh bao hoặc là sữa nếu có.
Rồi tùy theo ngày, có ngày sẽ phát rất nhiều tiền, có ngày thì không phát tiền, tùy theo kinh phí. Mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra dùm và đi theo thứ tự. Nhắc nhở những người có ý định chen vô thì về cuối hàng đứng để đảm bảo công bằng cho tất cả. Khi nhận thức ăn, nhớ cảm ơn những nhà hảo tâm, những tình nguyện viên đã tới giúp đỡ mình. Đây là tiền của cá nhân dành dụm để giúp đỡ các cô chú. Người ta cũng đi làm giống mình nhưng mà người ta thấy mình khó khăn nên là giúp đỡ mình. Nhớ cảm ơn dùm. Qua đường xếp hàng. Dạ qua đường, bây giờ qua đường xếp hàng. Cô về nhà lấy nhưng mà bây giờ phải qua đường xếp hàng. Bởi vì đã phát rồi thì không có chấp nhận, qua đường xếp hàng. Dạ những người mà mang giấy ra, bây giờ mới mang giấy ra thì hết ưu tiên rồi, nên qua bên đường xếp hàng. Dạ biết rồi, qua bên đường xếp hàng. Mình đi mình phải mang theo chứ giờ vào bếp cơm đã phát rồi là không có ưu tiên nữa. Bếp cơm chỉ ưu tiên cho các cô chú khi mà chưa có phát thức ăn thôi. Còn khi đã phát rồi thì mình ra sau vẫn phải xếp hàng. Đây, có chị live stream, Sài Gòn quá tốt luôn. Không có chỗ nào tốt như chỗ này. Vừa phát cơm vừa phát tiền. Mà phát rất nhiều tiền nữa, ngày nào cũng có. Rồi. Cô chú mình đi theo hàng giùm em nhá, mình đừng có cho người lạ chen vô. Chị đội nón kia từ đâu vô đấy? Rồi đi vô trong, không có chen vô đó. Đây rất đông các bạn ơi, lấy 4 hàng này chắc 500-600 phần quá và không có đủ người đâu, quá trời đông luôn. Đây bên này là những cái người bệnh nhân và người nuôi bệnh, còn phía bên đối diện này các bạn này là những cái người ở bên ngoài, là các cô chú anh chị bên ngoài, rồi những cái người không có thẻ. Không có bò, không có khiếu rồi bây giờ có chưa? Em ơi, bây giờ mới ra thì qua bên đường xếp hàng đi. Qua đường xếp hàng dùm. Bà không có thẻ, bà chen vô đúng không? Rồi thì phát thức ăn cho bà, không phát tiền vậy thôi. Dạ, xin chào. Chú Kỳ ơi, ai không có thẻ là chú không phát tiền giúp con nhá. Rồi, những ai không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực này dùm đi. Nhận xong qua đường sắp xếp đi chị ơi, để cho người sau còn đi. Quả lượng cái tiếng mẹ rồi. Rớt cái tiếng quả lượng. Là rớt thì thôi. Rớt là chị phải đền tiền lại cho tụi em ấy. Cô bác nào làm rớt phiếu là như coi như là mất tiền nhá, vì phiếu này có thể đổi lấy tiền được. Rồi nhận xong mang qua bên đường sắp xếp. Đồ ăn mặn là có 5 món, mình muốn ăn món nào thì lựa món đó. Khi đã lựa món ăn xong rồi thì không được đổi, vì bếp cơm không có thời gian để đổi cho các cô chú. Mình thích ăn món nào cũng được. Ngoài việc nhận cơm thì cô bác nhận 50.000 tiền mặt. Đây là tiền của những cá nhân đóng góp để giúp đỡ các cô chú. Nhớ cảm ơn giùm con. Gạo chút thôi, mình để ra bao nhiêu? Dạ gạo trong này ạ. Dạ dạ. Dạ được, được, chỉ cứ làm gì cũng được. Rồi cô bác cầm phiếu ra tay dùm con đi ạ. Cầm phiếu ra tay dùm.
Cô bác muốn ăn thịt, ăn cá, ăn tôm, ăn gà thì cứ chỉ nhá. Mình muốn ăn món nào thì chỉ món đó. Khi cô bác đã lấy được thức ăn rồi thì không đổi. Bếp cơm không có người để phục vụ cái việc đổi trả. Lấy đồ ăn trước đi. Lấy đồ ăn xong rồi lấy tiền. Chồng đồ ăn lên cho. Nhớ cảm ơn các tình nguyện viên nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để có những phần ăn miễn phí. Rồi, lấy gói 50 ngàn. Đúng rồi, chồng đồ ăn lên vậy, gói 50 ngàn. Rồi, đây gói 50 ngàn. Rồi, cảm ơn anh người. Rồi, chúc sức khỏe. Thì thưa các bạn là nếu như cầm một cái sấp tiền lớn á, nhiều á, thì cũng không phát, không có, nói chung là cũng cầm thì nó chỉ có vướng víu tay thôi. Nên là mình sẽ châm tiền dần. Nhưng mà có những cái kẻ xấu phá hoại vào nói là không có phát tiền, hoặc là chỉ phiếu đâu, cầm phiếu ra tay mà. Rồi đi ra ngoài đó, đi ra ngoài đó, lấy khi nào lấy xong rồi cho người ta đi đó. Rồi đây đứng đây chờ luôn. Rồi đây tiền nữa đây chú. Rồi mang ra ngoài đây bé. Rồi xin cảm ơn. Sáng mai bếp cơm này phát thức ăn nhá. Các cô chú có nhu cầu thì mình khoảng 9 giờ mình ra xếp hàng, 10 giờ sẽ phát. Cô bác đưa phiếu để nhận tiền. Rồi đưa cơm chỉ đồ ăn luôn, rồi chồng lên qua đường xin xếp bà con lẹ làng cho cơm là có gà, có cá, có thịt. Rồi chỉ đồ ăn lẹ làng chả cá ơi. Muốn ăn món nào thì lựa món đó. Rồi chỉ tải đồ ăn lẹ làng đi. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp. Nhớ cảm ơn những tình nguyện viên đã tới giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Dạ. Mình đi xếp hàng đi mua thức ăn mình cũng vẫn phải cảm ơn người bán. Ở đây người ta giúp đỡ mình càng phải cảm ơn. Thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Mình đi theo thứ tự mình sẽ nhận là một bịch canh, một trái chuối, một chai nước suối, một ổ bánh mì. Cơm mặn thì có 5 món, muốn ăn món nào thì chỉ món đó. Ai được phát phiếu thì mình sẽ nhận thêm tiền mặt. Rồi em gái đi qua bên đường đi, đừng có đứng canh bọn anh làm việc cực khổ rồi. Rồi vui lòng đi chỗ khác dùm đi, đừng có đứng ở đó. Rồi cảm ơn chị gái này đang chuẩn bị chở tới ủng hộ 500 kg. Rồi em cảm ơn. Thì bà con cô bác yêu thương cứ cho cái gì tụi mình đón nhận cái đó để có thêm kinh phí. Bởi vì cái một cá nhân chỉ giúp đỡ được một ngày thôi, nhưng ở đây thì ngày nào cũng có, vừa có cơm vừa có tiền. Cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi chị cứ quay xem có chỗ nào phát đồ ăn ngon mà phát tiền ngày nào cũng có như đây không. Dạ xin chào. Rồi nhận tiền mặt dùm xin cảm ơn. Chồng hai cái bo lên. Cô bác chồng hai cái bo lên, đưa phiếu để nhận tiền. Rồi phiếu đâu để làm lên thôi. Rồi người ta lụm nó qua anh rồi, muốn qua đường đi anh ơi. Rồi cô bác giữ phiếu cẩn thận nhá, rớt phiếu là rớt tiền. Rồi chú Kỳ phát tiền kìa. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn. Cô chú ở trong nhà thương đi nuôi bệnh, hoàn cảnh khó khăn thì cứ tới xếp hàng để bếp cơm phục vụ. Nhớ cảm ơn các tình nguyện viên, cảm ơn nhà hảo tâm đã dành thời gian, công sức, tiền bạc tới giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Quá trời đông. Không có phiếu thì không phát tiền.
cô bác chuẩn bị hai cái hũ, một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn. Dưới đây là chồng lên qua đường xếp hàng đi, không để qua bên đường xếp hàng. Rồi, chúc sức khỏe. Qua đường xếp hàng em ơi. Qua đường xếp hàng đã hướng dẫn rồi, cứ ngồi hỏi nhay vậy. Dạ, cô bác nhận thức ăn thì phải qua đường xếp hàng. Đây bà con người ta xếp hàng trước rồi, mình ra thì ý thức một chút. Giờ 500 người cùng hỏi thì bếp cơm không có người để trả lời. Mình quan sát đi, quan sát thấy mọi người ta làm nào thì mình học theo. Đúng rồi anh ơi. Rồi, chúc sức khỏe. Cô bác cầm phiếu ra tay nhá, cầm phiếu ra tay, đưa phiếu để nhận tiền mặt 50.000. Bỏ phiếu vô xô rồi nhận tiền 50.000. Bỏ phiếu vô xô rồi nhận 50.000 tiền mặt. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm dùm. Em coi ai mà chưa chuẩn bị hũ thì mời họ ra ngoài đi. Chiếu lên ta chai. Chồng lên đi qua đường sắp xếp bên nơi cho người khác ảnh nữa. Xin cảm ơn chú Hào, cô Thảo Úc ủng hộ là 800 đô Úc để phát tiền mặt. Cảm ơn gia đình Lương Huệ Linh, bé ấy sinh ngày 18 tháng 10 2001, xin được điểm cao để đậu vào trường luật trong cái kỳ thi ngày 14 tây tháng 10 năm 2023. Cầm sẵn hai hộp ra tay, cầm thẻ ra tay, cẩn thận rớt thẻ. Rớt thẻ là không phát tiền. Người nào họ lượm được cái thẻ của mình họ sẽ nhận được tiền. Mất thẻ như là mất tiền nha cô chú. Đi lấy cơm nhớ cảm ơn tình nguyện viên nhà hảo tâm đã phục vụ mình. Số tiền này của các cô bác cũng làm lụng vất vả nhưng mà yêu thương mình, giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Nhớ cảm ơn dùm con. Sở dĩ tụi mình cứ phải nhắc ngoài á, tại vì cũng giống như là phổ biến luật trong khi đi máy bay ấy các bạn. Những ai không được phát thẻ vẫn có cơm nhá. Những ai không được phát thẻ thì mình nhận thức ăn, tiền có hạn. Ơi, đông quá trời. Mình ra sau là phải sang bên đường xếp hàng hai bé. Hai bé áo vàng này ra sau qua bên đường xếp hàng đi. Chỉ ưu tiên khi chưa phát thôi. Còn đã phát rồi thì không có ưu tiên nữa. Để tránh trường hợp là vào trong đổi áo mượn áo. Và không công bằng đối với người xếp hàng. Dạ. Chỉ vào trong bệnh viện yêu cầu nhé, bọn em chỉ phát cơm thôi. Muốn nhận cơm thì cứ xếp hàng. Nhận cơm thì xếp hàng.
trời đông. Thế là cô bác ở đây đi nuôi bệnh là có thẻ hoặc có hóa đơn đóng viện phí để bọn con biết, bọn con phân biệt. Còn nếu không, người bên ngoài họ rất là nhiều, mà mình chỉ muốn giúp cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh thôi. Cô đưa cho con làm gì, con hết tiền rồi, cô cứ nhận cơm thôi. Không, giờ cô cứ xếp hàng như mình mọi người đi cô. Người ta sao mình vậy, là xếp hàng giúp con. Có, cô, nhưng mà phải có đồ đựng, còn cô đi tay không là người ta cũng mời ra ngoài luôn. Giờ cô đi ra ngoài mua đồ đựng đi rồi vô nhé. Dạ, ra xếp hàng. Bước ra ngoài đi cô, rồi mua đồ đựng, rồi xếp hàng đứng bên kia kìa. Không có tiền nhà trước, có ba này ở trong tân phòng cấp cứu. Dạ, bây giờ cái chuyện đó bọn con không biết, giờ ai sao mình vậy đi. 500 người họ làm được, mình không làm được. Hết tiền, hết 200 phiếu rồi là hết thôi. Đây, có 1 phiếu à? Vâng. Không, cái đấy là phát thẻ mới có. Vậy là đủ tiền đúng không ạ? Chỉ có thiếu 1 phiếu thôi. Và có thể mình phát lộn. Đây phát hơn 200 phiếu nhưng mà bị thiếu tiền 1 phiếu thì có thể phát kẹp zip. Rồi qua đường sắp xếp giúp em. Rồi chú cất đó đi được. Sáng mai bếp cơm lại phát thức ăn nhá. Cô bác có nhu cầu thì mình cứ ghé. Bếp cơm chỉ ưu tiên bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Cô bác đi lãnh thức ăn là phải chuẩn bị đồ đựng, gồm có 2 cái hũ, 1 cái đựng cơm, 1 cái đựng đồ ăn. Chuẩn bị thêm 1 cái bao xốp để nhận canh, nước suối, chuối, bánh mì và những thức ăn khác nếu có. Mình muốn ăn món nào thì chỉ món đó nhá. Sau khi đã quyết định chọn thức ăn rồi thì không được đổi. Nhận xong mang qua bên đường sắp xếp dùm, xin cảm ơn. Chú Kỳ ơi, cho cái này bàn này ra bên kia kìa. Nhận xong vui lòng mang qua bên đường sắp xếp dùm. Mình muốn ăn món nào thì chỉ món đó. Khi đã lựa đồ ăn xong thì không đổi. Quá trời đông. Hiện nay thì bếp cơm mỗi ngày một đông, bởi vì hết tháng 7 đó nhiều đoàn từ thiện không có phát, nên là cô bác khi mà có nhu cầu nhận cơm thì cũng không biết nhận ở đâu, nên là ta sẽ dồn về đây. Hai nữa là trong nhà thương Chợ Rẫy thì là bệnh viện tuyến cuối, rất là nhiều người đi khám chữa điều trị bệnh dài ngày. Dạ. Dạ có, bà cứ xếp hàng, sao ra sớm hơn giùm con, sao ra ra trễ thế? Vâng, vâng. Nếu mà có thời gian thì ra trước 9 giờ thì tụi con ưu tiên nhé. Dạ, dạ, cảm ơn bà. Đây, quý cô chú anh chị nhìn này, tụi mình cũng tổ chức là những cái bệnh nhân, rồi mới tới người nuôi bệnh, rồi mới tới người bên ngoài. Cô bác mua dừa uống đừng vứt lung tung nhá. Rồi cứ mua uống xong rồi dục lung tung, bếp cơm phải thuê người dọn. Mỗi một bên vỉa hè là thuê người dọn, mỗi ngày là 400.000 đấy. Nếu mà không phải dọn cái đó thì tụi con có thêm tiền để tụi con phát những phần thức ăn cho các cô chú. Lãnh đạo về quê mới lên rồi hay sao?
về quê đi thăm vợ bé. Phải, té bể đầu. Té bể đầu, chấn thương sọ khỉ. Không, chưa. Chưa đúng không? Chấn thương sọ khỉ. Cảm ơn đồng quan tâm. Dạ. Vâng, cảm ơn mà cứ xếp hàng nghiêm túc nhá. Chứ cái gì, chứ cảm ơn anh Tướng Dương. Dạ, dạ. Quá trời đông. Dạ. Nào bướng là quýnh luôn, hoặc nhảy, hoặc không thì nhảy vào ôm cho chết luôn. Cô chú mình đi theo thứ tự nhá, đi theo thứ tự. Những ai có ý định chen vô thì nhắc nhở họ về cuối hàng xếp hàng. Cô bác chuẩn bị sẵn hai cái hộp ra tay dùm, mở bao xốp ra để nhận thêm những thức ăn khác như bánh mì, chuối, nước suối. Rồi nhiều món hết. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi, phối hợp nhịp nhàng đi bà con, đông lắm, còn đông lắm bà con. Sáng mai bếp cơm vẫn phát thức ăn nhá. Cô chú khó khăn thì cứ ra xếp hàng, tụi con sẽ phục vụ. Rồi, cầm sẵn hai hộp, hộp cơm, hộp đồ ăn, tao cũng không được chưa. Rồi, ca lý luôn cho tiệm, phải lộn đồ ai hết. Rồi, xin cảm ơn. Giờ chỉ còn món thịt kho tiêu nhá. Rồi cô bác hết sự lựa chọn rồi, còn thịt kho tiêu thôi. Rồi đưa cơm, đưa đoạn, quay lại lấy cơm, chồng lên qua đường xin tiếp. Rồi chẳng thấy hả? Tay đi con. Rồi mang qua đường sắp xếp chị gái ơi. Mở sẵn hai cái hộp ra cô bác ơi. Mở sẵn hai hộp ra, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn, nhận xong mang qua bên đường sắp xếp. Mang qua đường sắp xếp giúp em. Mình nhận cơm thì xếp hàng nối đuôi vô mấy cô, hoặc là đứng lên lề đi ạ. Dạ. Thì đi theo thì còn thì nhận, mà hết thì thôi, đã mất công ra rồi, sau ra sớm hơn dùm. Mà đi theo đi, không có người khác người ta lại chen vô. Nhưng mà nếu đứng đây chắc chắn là hết, là không tới lượt mình vì người ta cứ chen vô hoài ấy. Mình xếp hàng đi thì còn có khả năng. Thì bây giờ phát hết tới đó thì thôi.
giờ sao giờ? Đến lại chờ thấy chỗ mấy giờ nay cũng chuẩn bị là khoảng 450 phần đấy, nhưng mà số lượng người ra đông quá thì tụi em không có chỉ... thứ mấy, thứ mấy à? Dạ thứ mấy, thứ mấy. Ngày nào cũng có, từ thứ hai đến thứ sáu. Mấy giờ em? 10 giờ. 10 giờ là bắt đầu phát ạ. Nhưng mà nếu mà ra đông thì khoảng 9 rưỡi tụi em đã phát rồi. Nếu mà thấy đông người là tụi em phát à. Còn nếu mà chưa đủ thì 10 giờ. Nói chung là rất là trật tự nha các bạn. Tụi mình cũng phải nói chung cũng võ mồm cũng nhiều, mà võ thiệt cũng có luôn. Nhưng mà võ thiệt thì không có dám quay lên clip, nhưng mà võ mồm là nhiều thôi. Chủ yếu là ác cái miệng, nhưng mà để cho cô chú anh chị mình xếp hàng cho nó có theo thứ tự. Chứ Việt Nam mình ấy, mình thực sự ra là có nhiều cô chú không có rành cái cách ứng xử. Cứ một người chen vô thì nhiều người chen vô, rồi một người giật được thì cả nhóm nhảy vào giật, làm cho tụi mình bị rối. Nên là tụi mình sẽ phải yêu cầu là Vô xếp 2 tới 15 ngàn bao ngọt. Anh ơi, nhận cơm phải có đồ đựng đấy. Phải có một cái hũ đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Rồi có thì cầm ra tay dùng. Thì tụi em phát đi tay không thì không bốc được. Dạ cảm ơn. Cơm cái cô ấy ăn luôn nhá. Đấy, các bạn thấy là lấy được cơm xong rồi cô ấy lấy cái ghế ngồi ăn luôn. Đây là những người đi lượm nhặt làm ve chai. Không biết bao nhiêu là đủ nha các bạn. Quá trời. Cũng mừng là bà con cô bác mình cũng có được những các cái phần thức ăn, nhưng mà cũng lo là
nhiều người không có. Xếp hàng cô ơi, rồi cô để cho bọn con bình yên chút đi. Mình người ta như nào mình theo người ta đi. Giờ cô bác người ta xếp hàng trước rồi mình vô mình đòi lấy ngay không được, không có công bằng. Rồi thức ăn còn gì cô bác nhận cái đó nhá, còn gì nhận đó. Cô bác nào có điều kiện thì quán cơm ngay trước cổng bệnh viện rất là nhiều. Mình mà có điều kiện, có khả năng thì nhường cho những người khó khăn hơn. Bếp cơm đây phát thì không hôm nào có dư gì hết, cái gì cũng hết luôn. À, cô bác đừng xếp hàng nữa nhá, bếp cơm không có còn đủ thức ăn. Còn cái gì cô bác nhận cái đó giúp con. Dạ, còn cái gì nhận cái đó dùm nhá, bếp cơm giờ không còn đủ, cô bác đừng xếp hàng mới nữa. Vâng, thôi, đừng xếp hàng mới nữa. Không cho nữa. Vâng, vâng. Không cho nữa. Khó rồi. Mình chỉ đứng và nói thôi cũng toát hết mồ hôi nhá. Chưa kể các chú, các cô phụ múc cơm. Nói chung làm cũng phải dậy từ rất là sớm để mà phục vụ các cô chú. Ôi đừng xếp hàng mới nữa, xếp hàng mới nó không có đủ. Bà ơi mang qua đường sắp xếp giúp con. Đây chú Tư sẽ gửi cho các tình nguyện viên một chút uống cà phê. Dạ, cảm ơn bà. Rồi chúc sức khỏe. Rồi còn cái gì nhận cái đó nhá. Rồi đi, rồi đi. Rồi còn cái gì nhận cái đó nhá cô chú ơi. Còn cái gì nhận cái đó. Giờ những còn thịt thì phát hết thịt đi. Còn cơm thì phát hết cơm. Hết cơm thì thôi. Giờ còn thịt rồi nhá. Còn thịt cô chú nhận thịt kho rồi đi mua cơm ăn nhá. Hoặc mua bánh mì ăn. Giờ còn thịt thôi. Giờ còn thịt nhá. Còn thịt thôi. Cô chú mình lấy thịt ăn cơm. Chỉ còn thịt kho tiêu, cô bác lấy thịt ăn nhá, cơm đã phát hết rồi. Rồi chỉ còn thịt kho. Rồi còn không?
Khi nào hết thì thông báo hết. Rồi. Rồi, hết thịt kho. Sạch sành xanh luôn, không còn gì nữa. Rồi, mai cô bác lại sớm hơn dùng con nhá. Bếp cơm đã cố gắng hết sức nhưng mà không đủ cho tất cả. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, hết rồi, xin cảm ơn nữa cô bác. Mai lại sớm hơn nhá. Mai lại sớm hơn dùng. Mai 9 giờ lại nhá. Rồi, xin cảm ơn.